Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên Youtube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 140 bộ truyện tiên hiệp tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang theo dõi bộ truyện tiên hiệp tiên giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách.vip, chấm dịch giả Vong Mạng, Độc Hành. Chuyện được phát duy nhất trên kênh youtube Trần Vân Vlog Chương 435 Tự tại tôn giả Ta là Lỗ Đạt Là ti chiếu vu nguyệt giáo Tại Hắc Phong Sa Mạc Minh Nguyệt Giáo trước đó phá hủy Hắc Hà Thần Mà chúng ta nâng đỡ Tại hãm Sa Thành Cấp trên phái ta tới đây Tiêu diệt Minh Nguyệt Giáo Tế tự cúi đầu nói hắc hà thần được vua nguyệt giáo các ngươi nâng đỡ hay sao viên minh nhíu mày lỗ đạt gật nhẹ đầu vì sao các ngươi lại nâng đỡ hắc hà thần viên minh truy vấn ta thật không biết ta chỉ là một gã ti chiếu nho nhỏ cấp trên chỉ phân phó cho chúng ta làm việc xưa nay không nói nguyên nhân ta đoán chắc là sợ tiết lộ cơ mật lỗ đạt xem xét viên minh một chút rồi cẩn thận nói Viên Minh cũng không kinh ngạc với câu trả lời này. Vương Nguyệt Giáo lần này tái xuất, nếu như không có thủ đoạn giữ bí mật, đã sớm bị các đại phái phát hiện ra. Phò tượng kia xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ vào pho tượng nữ thần ở bên kia. Vật này là cấp trên phân phát, có thể tồn trữ nguyện lực. Cứ qua một đoạn thời gian, cấp trên sẽ phái người tới lấy nó đi, đổi một cái mới rồi đặt vào. Lỗ đạt từ hồi nhận mệnh rồi trả lời. Viên Minh phất tay phát ra một cổ thanh quan, cuốn pho tượng tới cẩn thận kiểm tra, trong mắt lướt qua vẻ thất vọng. Trong pho tượng, xác thực tồn tại không ít nguyện lực, chỉ là dùng một loại gỗ màu đen điêu khắc thành, cũng không phải là cửu u minh thiết. Vua Nguyệt Giáo các ngươi tự hồ đang thu thập nguyện lực. Trước đó Hắc Hà Thần cũng vậy, từ trên thân lục dục tôn giả đạt được minh thiết hồ lô cũng thế pho tượng này cũng vậy. Vua Nguyệt Giáo tái xuất lần này, rốt cuộc là có mục đích gì? Viên Minh âm thầm cân nhắc. Hắn phất tay, lấy ra túi trữ vật bên hông lỗ đạt. Da mặt y khẽ nhăn một cái nhưng mà không nói gì. Thần thức viên minh chui vào trong. Trong túi trữ vật, cất giữ không ít thứ. Bốn năm vạn linh thạch, không ít linh tài, đan dược, hai khối ngọc giản, còn có các đồ vật thượng vàng hạ cám hắn tiền tay vẫy một cái từ trong túi trữ vật lấy ra một vật lại là thủ sáo màu lam oanh oánh mỏng như cánh ve mặt ngoài hiện ra huỳnh quang như nước chảy tản ra ba động hồn lực đây là vật gì viên minh không tùy tiện chạm vào thủ sáo nhìn về phía lỗ đạt đây là pháp bảo hồn tu phía trên ban cho ta gọi là không không thủ sáo hồn tu tình vu trở lên mới có thể dùng có thể sửa chữa ký ức của người khác lỗ đạt đàng hoàng nói ánh mắt của viên minh khẽ động sửa đổi ký ức là năng lực miên vu mới có bao tay này ngược lại là một thứ tốt người dùng không không thủ sáo này sửa đổi ký ức của hứa triệt hay sao hắn nghĩ tới một chuyện nhìn về hứa triệt đang hôn mê đúng vậy bớt quá ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ phía trên phân phó ta làm vậy ta chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Lỗ đạt đáp. Viên minh giật mình, khó trách. Hứa triệt vừa thấy hắn, thì ánh mắt tràn ngập cừu hận. Xem ra tám thành là lỗ đạt đã sửa chữa ký ức của hứa triệt, làm bản thân hắn trở thành cừu địch của hứa triệt. Bị sửa đổi ký ức có thể dùng không không thủ sáo này khôi phục được không? Hắn hỏi. Chỉ cần không dài hơn một năm là được. Lỗ đạt vội vàng nói viên minh buông lỏng hứa trị là thủ hạ trọng yếu của hắn có thể khôi phục thì tốt viên minh thu hồi không không thủ sáo tiếp tục xem xét những vật khác rất nhanh xem hết sau cùng lấy hai khối ngọc giản lên cùng một bản ngọc sách màu trắng một khối ngọc giản ghi chép một môn công pháp hồn tu tên là nhập mộng quyết môn công pháp này phi thường đặc biệt lúc tu luyện sẽ cho người rơi vào trạng thái ngủ say cho dù là phàm nhân bình thường, một khi ngủ, thần hồn tự động bắt đầu tỉnh dưỡng, nhập mộng quyết có thể khiến cho người ta rơi vào ngủ say, trong giấc mộng tăng cường thần hồn lực. Nhập mộng quyết nếu tu vi càng sâu, giấc ngủ càng trầm, rèn luyện thần hồn càng tốt, khá là huyền diệu. Không tệ, lại có được một môn công pháp hồn tu. Viên Minh vui mừng, sau đó xem khối ngọc giảng tiếp theo, thần sắc khẽ biến. Khối ngọc giảng này ghi lại phân bố thế lực của vua Nguyệt Giáo tại Hắc Phong Sa Mạc, ghi rõ từng vị trí cứ điểm thực lực. Vua Nguyệt Giáo không chỉ nâng đỡ Hắc Hà Thần, còn nâng đỡ Ô Hùng Thần, Nha Xà Thần, một đám thần chỉ, phân bố rộng khắp tại trong trọng địa của Hắc Phong Sa Mạc, mời chào tín đồ phàm nhân thu thập nguyện lực. Trong mắt viên minh lưu chuyển lãnh quan, ngày nay vua Nguyệt Giáo và Minh Nguyệt Giáo của hắn đã thế như nước với lửa. Có khối ngọc giảng này, hắn có thể nghĩ cách nhổ cỏ tận gốc. Viên Minh thu hồi hai khối ngọc giảng cầm lên quyển ngọc sách màu trắng lật ra, lông mày lập tức nhíu. Lỗ Đạt thấy vậy, vội vàng cúi thấp đầu. Ngọc sách là một kiện pháp khí như viên châu lưu ảnh. Mỗi một trang hiện ra cảnh nam nữ song tu. Nam tử đều là lỗ đạt, mà nữ tử lại là, là các người khác nhau. Có thiếu nữ thanh thuần, cũng có phụ nhân thành thuộc, oanh hoanh yến yến nhiều đến trăm người. Viên Minh khép lại sách ngọc, nhìn về lỗ đạt, trong mắt lấy lên một đào hàng quang. Trong các cảnh song tu trên, tất cả nữ tử đều thần sắc ngốc trệ, ở trạng thái bị giam cầm. Hiển nhiên là lỗ đạt dùng sức mạnh. Người này tai họa đến nhiều nữ nhân như vậy, lại còn dùng pháp khí lưu ảnh. Mục đích tự nhiên không hỏi cũng biết, khẳng định thường xuyên lấy ra thưởng thức, thật sự là hèn mọn đạo hữu tha mạng ta cũng không muốn như vậy đâu thần hồn ta bị người ta động tay chân mỗi tháng dục vọng sẽ tăng vọt nếu không có song tu với nữ tử sẽ rơi vào cuồng loạn mất khống chế chỉ có song tu thì thần hồn mới có thể bình phục dục hỏa lỗ đạt vội vàng hô hồ. thần hồn của người bị người ta động tay chân sao viên minh nghe thần thức lần nữa tìm kiếm thần hồn của y giống như sưu hồn trước đó thần thức của hắn rất nhanh bị ngăn cản. Sắc mặt viên minh ngưng tụ điểm phía trước, một con hồn nha bắn ra đâm vào mi tâm của lỗ đạt rồi chui vào. Lỗ đạt vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt hiện hiện ra vẻ hoảng sợ mãnh liệt. Hồn nha thi triển thần thông chàng hồn, hùng hăng đâm vào thần hồn màu hồng của lỗ đạt. Vào thời khắc này, một cổ quan mang hồng phấn mãnh liệt bỗng từ trong thần hồn lỗ đạt sinh ra, hóa thành một vần sáng màu hồng hỗn loạn, nổ bể ra. Hồn nhà viên minh đứng mũi chịu sao, bị vần sáng màu hồng này xông lên, lúc này tán loạn ra. Viên minh vội vàng thay đổi lực lượng thần thức, củng cố thần thức hải, chặn lại cổ lực lượng kia trùng kích. Cùng lúc này đột biến nảy sinh, chỉ thấy não hải của lỗ đạt lần nữa hiện ra vòng sáng màu hồng. Một thân ảnh hư ảo hiển hiện ra tự hồ là một nữ tử, nhìn lại viên minh. Viên minh giật mình, vội vàng vận chuyển công pháp, bảo vệ thân thể. Vò tượng nữ thần to lớn màu đen bỗng dâng lên một cổ chấn động mãnh liệt. Trong hai mắt bắn ra tinh quang sáng tỏ, thoạt nhìn tựa như tượng đá mở mắt. Nguyện lực bên trong như sóng lớn tuôn ra, hóa thành hai chùm sáng chui vào thân thể hư ảo của nữ nhân này. Nữ nhân hư ảo cấp tốc trở nên ngưng thực, biến thành nữ nhân mặc váy phấn hồng. Tay nàng nắm một cành cây có 5 phân nhánh, bắn ra ngoài quang mang màu hồng chói mắt. Tự tại tôn giả, không có... Lỗ đạt thần sắc hoảng sợ phát ra một tiếng kêu thảm. Tiếp theo một cái chớp mắt, nữ tử chui vào đỉnh đầu y. Nét mặt y vốn sợ hãi, bỗng khôi phục bình tĩnh. Hai mắt chuyển thành màu hồng nhạt. Một cổ ba đồng hồn lực lập tức từ trong thân thể phát ra hình linh đạt tới cảnh giới miên vu nhánh cây màu hồng cũng xuất hiện trong tay y gần như ngưng tụ thành thực thể tản mắt ra ba động nguyện lực mãnh liệt từ hồ nguyện lực trong pho tượng nữ thần đều tụ tập đến nơi này đoạt xá viên minh lách mình lui sắc mặt trở nên ngưng trọng ý niệm trong lòng hắn quay ngược trở về bỗng vỗ bên hông một đạo bong xám từ trong linh thú đại bắn ra, chính là tam nhãn ô cư, chui vào không gian huyện cảnh màu trắng ở gần đó, không thấy bóng dáng. Ngươi là người phương nào? Dám mạnh mẽ xông vào thất hải thuộc hạ thần giáo ta? Lỗ đạt xoay chuyển ánh mắt nhìn về viên minh mở miệng quát hỏi. Lúc này mặc dù y vẫn là dung mạo cũ nhưng mà thanh âm lại trở thành nữ tử tiếng nói thành thủy êm tai, phản phất như suối nước len keng chảy vào trong lòng người ta. Nương theo thanh âm vang, như có sóng âm chấn động, không gian huyện cảnh chung quanh ông ông tác hưởng lại có xu thế sụp đổ. Viên minh vội vàng điểm lên bách quỷ dạ hành đồ, lại một tia sáng trắng từ đó bắn ra, không gian huyện cảnh lập tức khôi phục ổn định. Mấy chục đạo xiền xích thô to trống rỗng xuất hiện, một mực cuốn lấy thân thể của lỗ đạt huyễn thuật rất cao minh đã có thể ngưng tụ thành không gian huyễn thuật đáng tiếc là vô hiệu với bản tôn lỗ đạt nhìn xung quanh mỉm cười huy động nhánh cây màu hồng trên tay một cổ quan mang màu hồng từ đó bộc phát bên trong ẩn chứa nguyện lực bàn bạc dung nhập vào xiềng xích cùng không gian màu trắng xiềng xích và không gian màu trắng cấp tốc biến thành màu hồng vô số ý niệm hoảng sợ cừu hận tuyệt vọng dọc theo không gian màu trắng liên kết với viên minh, truyền đến thức hải của hắn. Lại là, là cảm xúc ẩn chứa trong nguyện lực, mà đều là tâm tình tiêu cực. Những tâm tình này tự hồ bị biến lớn hơn rất nhiều, so với tín độ minh nguyện giáo truyền tới nguyện lực thì mãnh liệt hơn gấp 10 lần. Viên minh kinh hải, vội vàng chặt đứt liên hệ tâm thần với không gian huyễn thuật, thả người, lùi bước. Nhưng không gian màu trắng cũng không biến mất, cấp tốc bị nhuộn thành màu hồng trước mắt hắn lập tức biến đổi không gian màu trắng đột nhiên biến mất không thấy xuất hiện trong một mảnh đồng rộng mênh mông cỏ xanh như tấm đệm mây trắng băng rua huyễn cảnh mới bất quá đây là không gian mộng điệp huyễn thuật của ta viên minh đầu tiên là khẽ giọt mình lập tức phát giác không gian xung quanh nhộn nhạo khi tức quen thuộc đúng là mộng điệp huyễn thuật của hắn chỉ là không gian mộng điệp lại bị điều khiển trong tay người khác trái lại dùng để đối phó hắn hồng quang này vậy mà có thể trực tiếp điều khiển huyễn thuật của ta vừa rồi lỗ đạt la lên tự tại tôn giả hẳn là một vị tôn giả của vua nguyệt giáo viên minh nghiêm nghị nghĩ lúc này bỗng nhiên hắn cảm giác đỉnh đầu có một trận gió đè tới vội vàng ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy lỗ đạt chẳng biết từ khi nào xuất hiện giữa không trung lại lần nữa huy động nhánh cây màu hồng một bàn tay màu hồng vô cùng to lớn trống rỗng xuất hiện đang từ trên không đè thẳng xuống phản phất như đập một con mũi chụp về viên minh bàn tay này không phải là huyễn thuật mà là công kích thật sự trong đó hỗn hợp hai cổ khí tức hồn lực và nguyện lực khai giống đại hắc thiên thần trưởng chỉ là không có pháp lực tồn tại mà thôi một cổ uy áp bàn bạc như dòng lũ đè xuống viên minh tự như lùng cây rong trong kinh đạo hải lãng phiêu diêu không ngừng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá hủy. Viên Minh bước chân tới, đuổi người dưới đột nhiên hiện lên cái bóng hắc quang, vô cùng nhanh chóng lướt ngang mấy chục trượng khoảng cách. Thần pháp giống như quỷ mị, chính là độn pháp quỷ ảnh của độc cô phong. Trong pháp khí trữ vật độc cô phong, hắn tìm tới môn độn thuật này. Quỷ ảnh độn pháp thuộc về âm độn thuật, Viên Minh chính là hồn tu. Bản mệnh pháp bảo cũng là thuộc tính thuần âm, Tu luyện tương đối phù hợp. Mấy tháng qua, hắn không ngừng lĩnh hội, xem như khá thành thục. ầm một tiếng, cựu trưởng màu hồng đánh vào chỗ viên minh đứng khi trước, tạo ra một cây hố to mười trượng. Chương 436, không nói võ đức Quỷ ảnh độn pháp, ngươi là người của hắc mặt tán minh. Lỗ đạt lộ ra kinh ngạc, cựu trưởng màu hồng bay lên thì ngừng. Tại hạ Ánh mắt của viên minh xoay động Đang muốn biên hoa ngôn Kéo dài một ít thời gian Thiên quỷ tán nhân Sao ngươi lại ở chỗ này Ánh mắt của lỗ đạt quét qua Thiên quỷ tán nhân cách đó không xa Lần nữa kinh ngạc lên tiếng Ánh mắt của viên minh khẽ động Tự tại tôn giả trong cơ thể của lỗ đạt Hẳn là nhận biết thiên quỷ tán nhân Thiên quỷ tán nhân là người của vu nguyệt giáo Nghe lỗ đạt này nói thì rất quen thuộc hắn thậm chí cảm giác thiên quỷ tán nhân liên quan đến tự tại tôn giả không ít. Thiên quỷ tán nhân đờ đẫn đứng ở nơi đó không nói gì. Bắt quỷ dạ hành đồ bị phù văn chúng sinh mộng ảnh hưởng. Quỷ nô trong đó đều rơi vào huyễn cảnh không thể nào động đậy. Gần đây huyễn thuật của viên minh tiến nhanh, cuối cùng có thể miễn cưỡng ảnh hưởng phù văn chúng sinh mộng. Thiên quỷ tán nhân mới có thể hơi đi ra hoạt động. Nhưng muốn khôi phục linh động như trước thì còn kém rất xa nhưng còn muốn khôi phục linh động như trước thì còn kém rất xa hắn âm thầm hô hỏng bét thiên quỷ tán nhân ngày nay đã hóa thành quỷ nô người bình thường có lẽ nhìn không ra tôn giả vua nguyệt giáo tất nhiên có thể liếc mắt là nhìn thấu không đúng thân thể thiên quỷ tán nhân sao lại biến thành quỷ linh thể mà trong bình phong này có khí tức pháp lực của ngươi là ngươi dở trò quỷ hay sao lỗ đạt quả nhiên phát giác điều không đúng bỗng nhiên nhìn về viên minh đưa tay chỉ. Cự dưỡng màu hồng như lưu tinh bắn ra, lần nữa đập qua. Viên minh lại thi triển quỷ ảnh độn pháp tránh ra, nhưng cự trưởng chuyển hướng hung hăng đập vào trên bát quỷ dạ hành đồ. Một cổ quan mang màu hồng cấp tốc ăn mòn vào trong, rất mau nhộn non nữ bình phong thành màu hồng. Trong mắt của viên minh quýnh lên, quan mang màu hồng có năng lực điều khiển kinh người nếu để nó xâm nhập bách quỷ dạ hành đồ, vật này rất có khả năng đổi chủ. Bách quỷ dạ hành đồ là pháp bảo trọng yếu của hắn, bên trong còn có phù văn chúng sinh mộng, không thể nào sai sót. Ý niệm trong lòng hắn nhanh chóng quay ngược trở về, thân hình bay vút qua, bấm tay điểm. Một đạo kiếm hồng màu đen dài chừng mười mấy trượng phá không, phản phất như một đạo dao long màu đen chém về cự trưởng, chính là diệt hồn kiếm nhưng hư không phía trước ba động cùng một chỗ. Cành cây màu hồng kia trống rỗng xuất hiện, giữ lấy kiếm hồng màu đen. Một cổ nguyện lực cường đại xâm nhập vào diệt hồn kiếm, thần kiếm màu đen cấp tốc biến thành màu hồng. Hỏng bét rồi! Viên minh giật mình muốn thu hồi diệt hồn kiếm. Đáng tiếc, thanh kiếm này đã không còn nghe hắn sai sử. Nguyện lực màu hồng dọc theo liên hệ giữa diệt hồn kiếm và tâm thần, thâm nhập vào trong cơ thể hắn pháp lực thể nội của viên minh đột nhiên sôi trào. Không gian huyễn cảnh cũng bị đoạt quyền khống chế, không thể khu động máy mây, không thể phi hành, càng không thể nào triệu hoán pháp bảo, khiến cho sắc mặt của hắn tán đi. Chỉ là một tu sĩ kết đan sơ kỳ, vậy mà có nhiều pháp bảo tốt như vậy, xem ra người không phải là một nhân vật đơn giản, không thể để cho người sống tiếp. Trong mắt của lỗ đạt lướt qua một tia sắc cơ, trong cành cây màu hồng phấn bắn ra một đạo quang mang kiếm khí, phá không trảm tới viên minh. Viên minh cũng không bối rối mà kích phát lực lượng cơ thể. Hai chân hắn đột nhiên thô to gấp bội. Phía trên hiện ra tượng đạo hắc văn uống lượng, phản phất hai chân voi tráng kiện. Hai chân viên minh dẫm trên mặt đất, cho người ta một loại cảm giác cồng kềnh phản phất vai lội trong vũng bùn Nhưng thân pháp lại nhẹ nhàng không thể tưởng. Cồng kềnh và nhẹ nhàng hoàn mỹ dung hợp, khiến cho người ta khổ sở gần như muốn thổ huyết. Thân hình hắn thắt một cái, lướt ngang ra vài chục trượng, tránh thoát kim khí màu hồng phát trảm. Thần pháp ma tượng trấn ngục công xuất hiện. Còn là thể tu, người biết đúng là không ít, nhưng mà đáng tiếc. Trong mắt của lỗ đạt càng hiện ra sát cơ, nhánh cây màu hồng đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số quang mang màu hồng, bao phủ toàn bộ không gian mạng lớn quang mang màu hồng đánh tới hắn, vọt tới tần tầng, căn bản không thể nào tránh né. Viên minh bị quang mang màu hồng bao phủ, toàn thân khô nóng không chịu nổi, khi huyết lực và hồn lực thất hải cũng sôi trào, nhục thân và hồn lực từ hồ cũng bị chiếm quyền khống chế. Không hổ là tôn giả vu nguyệt giáo, dù chỉ là một phân thân, cũng không phải ta có thể đối phó. Viên minh thầm nghĩ, lập tức cầu thông thâu thiên đỉnh, một cổ diện lưu nguyện lực cường đại phun ra ngoài, hồn lực trong thức hải sôi trào lập tức ổn định. Hắn điều động toàn bộ hồn lực, quanh người hình thành một vòng bảo hộ hồn lực hơi mờ. Viên minh miễn cưỡng điều động lên một tia pháp lực, từ bên trong nhẫn trữ vật lấy ra tấm ngân sắc lệnh bài ném xuống đất. Chất lỏng ngân quang từ trong lệnh bài tuôn ra vô cùng nhanh chóng tràn ra. Trong phút chốc, hình thành một đạo ngân sắc kết giới ngăn cách quang mang màu hồng ở bên ngoài. Ngân sắc kết giới ngăn cách dị thường xuất sắc, quyền không chế pháp lực và nhục thân của hắn đã khôi phục không ít. Viên Minh lấy ra thâu thiên đỉnh, trốn vào trong đó, ngồi trên bạch ngọc liên đài. Vừa tiến vào không gian thâu thiên đỉnh, quan mang màu hồng ảnh hưởng đến hắn, bị triệt để tiêu trừ. Pháp lực của hắn, hộn lực và khí huyết vận chuyển quy về bình thường. Viên Minh thở vào một cái, vận khởi thần thức khổng lồ, dọc theo một neo điểm nguyện lực lan tràn ra. Đúng là trước đó, hắn thả ra tam nhãn ngô cưu. Toàn bộ cứ điểm vua nguyệt giáo lập tức ở trong lòng bàn tay hắn. Lỗ đạt nhìn ngân sắc kết giới, nét mặt lộ ra kinh ngạc, đưa tay khẽ dục. Quang mang màu hồng chung quanh lần nữa ngưng tụ, hóa thành một cự trưởng to lớn, hùng hăng chụp về ngân sắc kết giới. viên minh sao lại để cho hắn ta toại nguyện, lật tay lấy ra lôi công chùy kích phát lôi điện lực tích lũy ở bên trong. Một đạo ngân lôi thô to như thủng nước phá không đánh tới, đánh vào trên cự trưởng màu hồng. Lôi công trùy có năng lực thu nạp lôi điện bên ngoài, lưu lại trong đó. Lôi điện lực mà trùy này ẩn chứa là Tu La Thượng Nhân lưu lại, cường đại vô cùng. Lúc trước, đại chiến tại Tu La Cung đã sử dụng không ít, nhưng mà lôi điện lực vẫn còn rất mạnh, không kém tu sĩ Nguyên Anh Kỳ công kích cựu trưởng màu hồng chính là nguyện lực và hồn lực ngưng tụ mà thành bị lôi điện lực khắc chế lập tức chia năm xẻ bảy bạo liệt thành vô số phấn quang tán loạn trong mắt lỗ đạt lấy lên vẻ tức giận nếu như chân thân nàng ở đây sao lại để ý đến lôi điện này bây giờ chỉ là ý niệm đến chỉ có thể phát huy ra ba thành thực lực mà thôi ngân sắc lôi điện đánh tan cựu trưởng cũng không tiêu tán viên minh vùng lên lôi công chùy ngân lôi còn sót lại bổ về bản thân lỗ đạt. Lỗ đạt mặc dù mượn nhờ nguyện lực trong pho tượng nữ thần, tạm thời mượn cổ thân thể này tăng hồn lực lên đến miên vu. Nhưng mà pháp lực của lỗ đạt vẫn còn bảo trì nguyên dạng, vẫn chỉ là kết đăng kỳ, nào dám đón đỡ ngân lôi công kích. Y nhướng mày vội vàng tránh ra sau, nhưng mà ngân lôi đột nhiên chuyển hướng bổ lên bách quỷ và hành đồ bách quỷ già hành đồ lập tức bị đánh bay ra sau mặt ngoài linh quang ảm đạm bạn thể bình phong cũng không ngừng run rẩy bị ngân lôi kích thương nhân quang mang màu hồng xâm nhập trong đó cũng bị đánh tàn viện minh đưa tay điểm vào hư không pháp lực và hồn lực phá không hạ xuống chui vào trong bách quỷ già hành đồ bao trùm phù văn chúng sinh mộng kéo một phát ra ngoài bay về lỗ đạt một đoàn bạch quang từ trong bách quỷ già hành đồ bắn ra như lưu tinh đánh về lỗ đạt. Lỗ đạt không biết lợi hại, phất tay muốn đánh bay bạch quan. Nhưng vào lúc này, phù văn chúng sinh mộng đột nhiên đại phóng bạch quan. Tầm mắt y bị bạch quan lấp đầy. Thất hải của y ông lên một cái, trước mắt hiện ra vô số huyển tượng, ý thức cấp tốc trầm luân. Không gian huyễn thuật chung quanh cũng ầm vang sụp đổ. Một đạo hắc ảnh điện xạ đến chính là tam nhãn ô cưu mỏ chim như lưỡi dao sắc nhọn hung hăng mổ lên trên ngực của lỗ đạt ngực bụng của lỗ đạt bị đâm ra một cái động lớn thân thể bay ngược ra sau nịnh vào một pho tượng minh nguyệt thần trên tế đài sau đó đâm vào pho tượng bu nguyệt nữ thần co quắp ngã xuống viên minh vận khởi pháp lực rót vào lôi công chùy một đạo lôi điện lực lần nữa rơi xuống bổ vào đầu của lỗ đạt xâm nhập vào thất hải của y thân thể y lập tức chấn động lớn quyền lực cấp tốc tràn ra ngoài, hồn lực cấp miên vu cũng nhanh chóng hạ xuống, khôi phục lại trình độ như trước. Quang mang màu hồng phiêu đảng cũng tiêu tán ra, màu hồng trong diệt hồn kiếm cũng biến mất, liên hệ với tâm thần viên minh lần nữa khôi phục. Thân thể y lập tức chấn động lớn, quyền lực cấp tốc tràn ra ngoài, hồn lực cấp miên vu cũng nhanh chóng hạ xuống, khôi phục lại trình độ như trước. Quang mang màu hồng phiêu đảng cũng tiêu tán ra, màu hồng trong diệt hồn kiếm cũng biến mất, liên hệ với tâm thần viên minh lần nữa khôi phục. Viên minh mừng thầm, bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Diệt hồn kiếm rung lên rồi biến mất, xuất hiện trước người lỗ đạt. Mũi kiếm bắn ra một đạo diệt hồn kiếm khí đâm vào trong đầu y. Hư ảnh màu hồng trước đó bị diệt hồn kiếm khí xuyên qua, bay ra. Rất tốt! Tù sĩ kết đan kỳ, ta nhớ kỹ ngươi. Chờ đón thần giáo của ta báo thù đi hư ảnh màu hồng nhìn về ngân sắc kết giới, trong mắt là vẻ tàn nhẫn. Nói xong lời này, hư ảnh tán loạn ra, hóa thành mảng lớn quang mang màu hồng rồi phiêu tán. Bại thì chạy, trốn được sao? Ngân sắc kết giới tán loạn, viên minh cất bước đi ra. Trên thân diện hồn kiếm đại phóng hắc quang, tạo thành một vòng xoáy màu đen, hút quang mang màu hồng trở về. Một lần nữa ngưng tụ thành hư ảnh màu hồng. Vụ một tiếng, bị tâm viên minh bắn ra một con hồn nha phong tới sợi hư ảnh hai ba lần xé nát nó ngươi hư ảnh tức tối hỗn hển kêu to nhưng còn chưa nói hết đã bị cắn nuốt sạch sẽ nàng cũng không nghĩ tới viên minh vậy mà không nói võ đức như vậy viên minh triệu hồi hồn nha khoanh chân ngồi vận chuyển hoáng tâm quyết hư ảnh mặc dù là hồn lực ngưng tụ trong đó cũng có không ít nguyện lực chỉ có hoáng tâm quyết mới có thể luyện hóa cũng may trong hư ảnh ẩn chứa nguyện lực không nhiều viên minh rất nhanh luyện hóa sạch kiểm tra ký ức hư ảnh đôi mắt lập tức sáng hư ảnh màu hồng về sau tự bạo khiến cho ký ức ẩn chứa trong đó thất linh bát lạc cũng may trong hư ảnh ẩn chứa nguyện lực không nhiều viên minh rất nhanh luyện hóa sạch kiểm tra ký ức hư ảnh đôi mắt lập tức sáng hư ảnh màu hồng về sau tự bạo khiến cho ký ức ẩn chứa trong đó thất linh bát lạc bất quá tốn chút công phu trong đó cũng có tin tức hữu dụng đầu tiên là thân phận của hư ảnh màu hồng đúng là một trong sáu tôn giả của vua nguyệt giáo tự tại tôn giả về thần thông của người này viên minh cũng dò xét ra một điểm tự tại tôn giả tu luyện chính là một môn công pháp hồn tu đại tự tại tâm kinh của vua nguyệt giáo công pháp này có thể thu nạp nguyện lực lớn mạnh thần hồn mà lại có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc tạp niệm trong nguyện lực không chỉ vậy đại tự tại tâm kinh có thể điều khiển cảm xúc phức tạp khổng lồ trong nguyện lực, dùng để công kích địch nhân. Ánh mắt của viên minh hơi chấp động, trong lòng có chút động tâm. Cảm xúc trong nguyện lực có thể ô nhiễm ý chí, rất khó đối phó. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào hoán tâm quyết luyện hóa. Không ngờ trên thế giới là có bí pháp có thể điều khiển những tâm tình này. Đáng tiếc, ký ức hắn dò xét quá tán loạn, không có pháp môn tu luyện đại tự tại tâm kinh một cách cụ thể bằng không hắn ngược lại thật sự muốn tìm hiểu một chút môn công pháp này chắc hẳn là về sau điều khiển nguyện lực tín đồ sẽ có trợ giúp rất lớn mặt khác tự tại tôn giả lần này lấy hình thức phân thân đến trên thân lỗ đạt phương pháp này có tên là hồn hạ thuật thuật này có thể dùng phù văn khê ước đặc thù để hồn tu lấy nguyện lực làm mối liên hệ cách không đưa phân hồn bản thân lên thân của tín đồ. Nói một cách đơn giản, chính là gieo xuống phù văn khế ước trên thân tín đồ. Lúc gặp nguy hiểm, hùng lực có thể cách không đến. Thần hồn lỗ đạt hiện ra màu hồng phấn, chính là bị tự tại tôn giả hạ phù văn khế ước. Chương 437 Giải cứu Liên quan đến nội dung cụ thể hồn hàng thuật, Viên Minh đã thông qua ký ức tàn hồn của tự tại tôn giả để tìm kiếm, đại khái đã hiểu rõ. Muốn triển khai phép thuật này, nhất định phải trưởng khống nguyện lực ở mức độ nào đó mới được. Nguyện lực vô hình vô sắc có chút mờ mịt khó dò. Ngoài trừ người tu luyện cùng loại với đại tự tại tâm kinh, tuyệt đạo bộ phận hồn tu không thể nào chân chính cảm giác và trưởng khống nguyện lực. Bởi vậy trong vua nguyệt giáo cực ít người có thể thi triển hồn hàng thuật. Hai mắt của viên minh tỏa sáng, hắn ngồi xếp bằng trên bạch ngọc liên đài, không cần dẫn dắt. Trong đài sen, nguyện lực sẽ tự động dung nhập vào thần hồn của hắn, mà lại không có chút tác dụng phụ nào, có thể tự nhiên thỏa mãn điều kiện tu luyện hồn hàng thuật. Cũng không biết hồn hàng thuật có giống neo điểm nguyện lực hay không, có thể để cho thần thức của hắn theo không gian thâu thiên đỉnh ra ngoài hay không. Nếu như có thể, hắn trong thâu thiên đỉnh lại có thêm một con đường tắt và thủ đoạn mới ảnh hưởng tới ngoại giới trừ điều đó ra trong tàn hồn của tự tại tôn giả không có tin tức giá trị khác viên minh thu hồi suy nghĩ rồi đứng lên lỗ đạt nằm trên mặt đất vậy mà không vẫn lạc nhưng mà khi tức càng ngày càng suy yếu như ánh nến trong gió lúc nào cũng có thể dập tắt viên đạo hữu người đáp ứng tha cho ta một mạng kính xin cứu ta y gian nan mở miệng cầu xin được. Sắc mặt của viên minh lạnh nhạt. Bấm tay, bắn ra một đạo lục quang, dung nhập vào thân thể của lỗ đạt. Vết thương nơi ngực của lỗ đạt khép lại không ít, khi tức cũng ổn định lại dần. Đa tạ viên đạo hữu, không, minh nguyệt thần đại nhân. Từ nay về sau, ta nguyện ý đi theo bên cạnh ngài, làm việc cho minh nguyệt giáo. Lỗ đạt cảm động đến rơi nước mắt, nói câu trung tâm thật sự là ngu xuẩn, vậy mà vì một câu lại thả đi địch nhân. Một hồi thương thế ta khôi phục, lập tức nghĩ cách đào tẩu, báo cáo lên trên. Trước đây, tình báo về Minh Nguyệt giáo là sai lầm cực kỳ lớn. Trong lòng của y cực kỳ khinh thường hành động của Viên Minh, âm thầm suy nghĩ như thế. Ta tin tưởng ngươi." Viên Minh mỉm cười, vất tay áo vung ra. Bách Quỷ Dạ Hành Đồ gần đó bay tới, lộ ra một cổ hắc quan xúc tù quân lý thân thể của lỗ đạt kéo vào bên trong. Minh Nguyệt Thần Đại Nhân, người làm cái gì? Lỗ đạt cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh. Có loại sợ hãi bị kéo vào vực sâu địa phủ, kinh sợ kêu to. Lỗ đạt, người là nanh vuốt của vua Nguyệt Giáo, làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, là còn tưởng có thể tiếp tục tiêu giao tự tại hay sao? Người đã hứa hẹn chịu hiệu lực của Minh Nguyệt Giáo, về sau lấy thân phận quỷ nô giúp ta mà làm việc viên minh hờ hững nói bác quỷ dạ hành đồ phát ra hắc quan đậm đặc vèo một tiếng kéo thân thể của lỗ đạt vào trong tiếng kêu thảm thiết ngừng lại tiếp đó viên minh thu phù văn chúng sinh mộng vào bác quỷ dạ hành đồ là kiểm tra kỹ toàn bộ động quật tìm tới mấy món pháp khí của tu sĩ trúc cơ kỳ đều là món hàng tầm thường duy nhất có chút giá trị là một ngọc bội phụ trợ hồn tu tu luyện. Đáng tiếc không hữu dụng với hắn. Mặt khác, viên minh còn phát hiện một ít đang dược tu luyện, cùng một ít huyết sắc cấm phù, thoạt nhìn chính là thần phù mà lỗ đạt lúc trước đánh vào người hứa trị. Bất quả là có chút tiểu xảo lừa gạt người mà thôi. Sau đó viên minh đi tới cạnh hứa trị, lấy ra không không thủ sáo mang lên, vận khởi hồn lực rót vào trong đó. Trên thủ sáo toát ra một tay nhỏ hư ảo màu ánh lam, linh hoạt du động. Đầu ngón tay phát ra từng vòng từng vòng quang mang ánh lam, thẩm thấu tiến vào trong hư không. Thì ra là vậy, là dùng loại thủ đoạn này để sửa chữa ký ức. Viên Minh cẩn thận cảm ứng tay nhỏ màu lam rồi khẽ vuốt cầm. Hắn đã nắm giữ năng lực sưu hồn. Thần thông sưu hồn phát ra hắc quan chỉ có thể dò xét tầng ngoài của ký ức. Còn tay nhỏ màu lam này có thẩm thấu lực mạnh hơn có thể đi sâu vào ký ức hải, tiến hành sửa chữa. Viên Minh đưa bàn tay màu xanh lam chui vào đầu của hứa triệt. Rất nhanh, do xét đến chỗ ký ức mà lỗ đạt sửa chữa hắn bị đổi thành cừu nhân giết mẫu thân của hứa triệt, mà là dùng thủ đoạn huyễn thuật không chế hứa triệt nhiều năm, khiến cho gã bán mạng làm việc, truyền bá Minh Nguyệt Giáo. Mà Minh Nguyệt Giáo trong lòng hứa triệt cũng bị sửa thành một tài giáo ép tiền mồ hôi nước mắt của phàm nhân, việc ác bất tận. Viên Minh lắc đầu, điều khiển tay nhỏ màu lam, bắt đầu sửa đổi ký ức của hứa triệt. Một người khỏe mạnh nhất là tu sĩ, thần hồn có năng lực tự chủ thương. Bởi vậy mà sửa đổi ký ức khá dễ dàng, tăng thêm thời gian gã bị sửa đổi cũng không quá dài, là được phát hiện kịp thời, cho nên viên minh không tốn quá nhiều thời gian là đã hoàn thành. Lông mi của hứa triệt động đầy mấy lần rồi mở to mắt. Chủ thượng, sao người lại ở chỗ này ta bị gì vậy chứ trong đầu phi thường hỗn loạn hứa triệt mờ mịt hỏi người bị người của vua nguyệt giáo bắt viên minh kể lại chuyện đã xảy ra thì ra là vậy thuộc hạ bị người ta khống chế phạm phải sai lầm lớn kính xin ngài trách phạt hứa triệt nghe xong hết thảy xấu hổ không chịu nổi quỳ rạp xuống đất vua nguyệt giáo là tôn giáo tồn tại từ vạn năm trước Năm đó Trường Xuân Quang liên hợp với các phái cũng không thể nào hủy diệt được nó. Người lấy sức một mình, tự nhiên không thể nào ngăn. Không cần tự trách, người đứng lên đi. Viên Minh phất tay áo vung lên, một cổ lực mềm dẻo nâng hướng chuyện lên. Lần này may mắn được ngài kịp thời phát hiện ra. Tru diệt đám lỗ đạt, nếu không, Minh Nguyệt Giáo thật sự là gặp nguy. Hứa triệt điều chỉnh tốt cảm xúc, nghĩ mà sợ, Minh Nguyệt Giáo càng lớn mạnh, khẳng định sẽ gặp đủ loại nguy cơ. Người cũng không cần quá để ý. Viên Minh nói, Chủ thượng, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng. Thực lực của Minh Nguyệt Giáo quá đơn bạc, chỉ cần ngài không có mặt, tùy tiện một tông môn là có thể nhổ tận gốc chúng ta. Hiện tại tự hồ không phải là lúc truyền giáo với đại quy mô. Hứa triệt do dự một chút, nói ra quan điểm của mình. Lần trước, viên minh đệ gã truyền giáo trên phạm vi lớn gà đã cảm giác không ổn chỉ là không dám nói thẳng mà thôi ngày sau người truyền giáo xác thực phải cẩn thận hơn chút gặp phải vấn đề gì kịp thời cầu nguyện báo cáo ta ta sẽ nghĩ cách xử lý viên minh ừ một tiếng nói hắn kiên trì mở rộng phạm vi truyền giáo là có tính toán của riêng mình hắn không có khả năng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn có thủ đoạn tốt tăng lên thực lực hồn tu thì không thể bỏ đi được ngày nay đã trêu chọc phải quái vật khổng lồ là vu nguyệt giáo bản thân làm việc cũng cần phải cẩn thận hơn dạ vâng hứa triệt đáp ứng còn nữa đừng làm những pho tượng minh nguyệt thần này dễ dàng bị người ta tóm lấy nói là màu mè giống như lần này ngày sau ngươi mời chào tín đồ nghĩ cách để bọn hắn biết hình dạng ta là được rồi viên minh lại nói qua khoảng thời gian này tổng kết hắn cũng phát hiện ra quy luật thu thập nguyện lực Lúc tín đồ minh nguyệt giáo cầu nguyện Không cần phải có pho tượng Chỉ cần biết được bộ dáng của hắn Là nguyện lực có thể truyền đến Những pho tượng minh nguyệt thần này Vẫn vẹn nhìn một lần là đủ rồi Không cần phải quan sát mỗi ngày Về phần thu nguyện lực Còn có quy luật khác hay không Tạm thời hắn chưa có mò ra Dạ vâng Thuộc hạ sẽ làm ngay Hứa triệt cúi đầu đáp Ánh mắt của gã chần chừ một chút Lập tức trở nên kiên định Không mình hành lễ với viên mình chủ thượng, kính xin ngài gieo xuống phù văn hồn hàng thuật trên thần hồn ta. Người cũng đã biết, phù văn hàng hồn thuật bá đạo, gieo xuống phù này, người ở trước mặt ta sẽ không có bất kỳ bí mật gì. Chỉ cần ta nghĩ có thể đơn giản giám sát bất luận hành động gì của người, thậm chí là tư tưởng. Viên Minh nhìn hứa triệt rồi chậm rãi nói. Thuộc hạ biết rõ, chỉ là vì Minh Nguyệt Giáo phát triển chỗ ta không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Chỉ có phù văn hàng hồn thuật mới có thể đảm bảo điểm này. Hướng chi, thuộc hạ đã sớm lập thệ, bệnh biển hiệu trung với ngài. Mỗi tiếng nói, mọi cử động đều có thể để cho ngài quan sát. Hứa triệt đáp. Tốt, đã vậy. Chờ ta quen thuộc hồn hàng thuật, ta sẽ thi pháp với người. Viên Minh đang muốn tìm tín đồ thử một chút hiệu quả của hồn hàng thuật, vì vậy không cự tuyệt. Sau đó qua hứa triệt phân biệt những thần sứ do lỗ đạt mang tới viên minh xuất thủ diệt sát chúng còn lại cơ bản đều là tín đồ minh nguyệt thần những người này hoặc là thực lực không bằng hoặc là thân phận không trọng yếu không bị sửa ký ức chỉ trúng huyễn thuật mà lỗ đạt điều khiển viên minh không muốn để cho quá nhiều người biết được hành tung của hắn giải trừ huyễn thuật cho bọn họ còn hắn ẩn thân giấu đi những người này nghe hứa triệt nói là minh nguyệt thần đại nhân đến cứu vớt bọn họ từng kẻ kích động vạn phần khấu tạ không thôi hứa triệt nói xong mới trấn an bình ổn tâm tình về sau hứa triệt nói tất cả hành vi của lỗ đạt cho những người này cũng để bọn họ mang theo đan dược đi cứu chữa các tín đồ còn bản bọn họ lấy vàng bạc mà lỗ đạt góp nhặt tất cả đều phân phát cho bách tính những vật này tu tiên giả không dùng được nhưng đối với bách tính phổ thông thì không nghi ngờ gì là thần tích tốt nhất. Một đám người cảm kích Minh Nguyệt Thần Đại Nhân đã từ bi, vì vậy liên tục khấu tạ rồi mới rời đi. Trong động quật, ngoài trừ những người này, còn cầm tù các nữ tử mà lỗ đạt vơ vét từ các thành trì khác nhau, có hơn 300 người. Trong đó đa phần đã bị giày vò đến không thành hình người, còn có không ít đã bỏ mình, vĩnh viễn lưu lại nơi đây. Viện minh cứu chữa cho các nàng, cũng không mang ân thu các nàng làm tín đồ, mà xóa đi ký ức liên quan tới nơi này, đưa các nàng trở về. Bác quỷ già hành đồ lúc này đã triệt để luyện hóa lỗ đạt thành quỷ nô. Viện minh tiến hành su hồn y, lại thu được không ít tin tức về vu nguyệt giáo. Khối ngọc giảng kia ghi chép cứ điểm vu nguyệt giáo, nội dung đều là thật. Lỗ đạt sợ dĩ thu thập tin tức các cứ điểm khác, chính là thủ ý của tự tại tôn giả liên lụy đến mấy vị tôn giả vu Nguyệt giáo tranh đấu quyền lợi trong trí nhớ của Lỗ Đạt Viên Minh còn ngoài ý muốn tìm được thân phận Thiên Quỷ Tán Nhân giống như lúc trước hắn phỏng đoán Thiên Quỷ Tán Nhân đúng là thuộc hạ của tự tại tôn giả Thiên Quỷ Tán Nhân và Lỗ Đạt đồng thời được tự tại tôn giả điều động đến hắc phong sa mạc Lỗ Đạt thì thu thập nguyện lực mà Thiên Quỷ Tán Nhân thì lĩnh mệnh thu thập hồn lực không tiếc bất cứ giá nào càng nhiều thì càng tốt nên thiên quỷ tán nhân mới có hành động điên cuồng tàn sát toàn bộ địa hà thành. Viên Minh cau mày, tự tại tôn giả tu luyện đại tự tại tâm kinh, cần nguyện lực cung cấp tu luyện sẽ không tiếc trả giá thu thập đại lượng hồn lực. Chủ thượng, tiếp theo ngài có tính toán gì không? Cứ điểm vu nguyệt giáo này, mặc dù bị chúng ta phá hủy, nhưng các cứ điểm vu nguyệt giáo tại Hắc Phong sa mạc vẫn còn. Thuộc hạ cảm thấy chúng ta muốn an ổn ở chỗ này truyền giáo nhất định phải trừ bỏ chúng hứa triệt đi tới nói viên minh hồi thần trong mắt lấy lên một tia kinh ngạc hắn vừa mới cân nhắc chuyện này đã định ra đối sách không ngờ hứa triệt lại suy nghĩ giống hắn người này ngoài trừ làm việc đắc lực mà ánh mắt nhìn cũng khá xa việc này không cần ngươi lo lắng ta sẽ an bài tốt viên minh nói chủ thượng người định từng bước phá hủy hay sao lấy thực lực của ngài tự nhiên có thể làm được. Nhưng mà như vậy quá lãng phí thời gian, mà lại có chút mạo hiểm. Hứa triệt hơi chần chừ nói. Kết thúc tập 140, bộ truyện tiên hiệp tiên giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.